bác, cô chú anh chị. Làm cây đêm các bác. Đấy, thèm làm cây đêm các bác. Thèm có nhiều cây để làm các bác. Và thích nhất là làm cây đêm. Nhất là nó tĩnh, cái thứ hai là nó không có cái gì làm phiền các bác. Và mình có những cảm xúc nó đêm rất khác. Tôi tin rằng ai trong số các bác theo dõi ở đây mà mê cây thì cũng đều thích làm cây đêm và ngắm cây đêm các bác. Đấy, thì hôm nay nó cũng vẫn còn mưa nhưng mà bây giờ nó tạnh. Thì tôi lôi cây này làm, vừa mới để cho nó ráo nước bớt, nó chảy nước là khủng khiếp. Đấy, một cây điền rất là đẹp. Nhưng mà các bác nhìn này, có mưa vào nó khủng khiếp không? Đây, cây thì mini mà tán rộng hàng mét. Hàng mét, thậm chí hơn một mét. Thì hôm nay tôi cắt và tôi sửa cây này. Thôi thì nó cũng một số chỗ nó cũng làm được rồi. Còn tay cảnh nào nuôi thì mình vẫn cứ nuôi thôi. Đấy, một cây lùn ủ ị mà hôm tôi mà có quay video bắt ở Bắc Giang ấy, mà 12 giờ đêm ấy, mình mua. Đấy, một cục điền rất là ù cục. Và dáng cũng dáng trực làng. Trực làng. Đấy, rất lùn. Cao chỉ tầm hơn 20 phân thôi. Tầm hơn 20 phân một chút thôi. Mà rất đầm lùn. Và già kinh điển luôn. Các bác nhìn sơ sơ này. Đấy, thì bây giờ thì tôi đốn hạ rồi tôi trình bày sau ấy. Chứ bây giờ các bác không nhìn thấy gì đâu. Hôm nay thèm một điếu thuốc quá mà hết mất thuốc. Uống nước chè suông các bác. Cùng em làm cây này các bác nhé. Rậm rạp quá các bác nhỉ. Chờ em chút em cắt ra cho bác xem nhé. Giờ mới có thật nhiều cây chỉ ở nhà làm cây quay phim. Đấy. Đốn hạ luôn mấy cái. Ở đây này. Thank you.
vừa rồi làm thì các bác chắc hơi khó theo dõi. Em quay lại cái kết quả sơ bộ nó như này. Đấy, đã nuôi được cái cổ ngọn nó khá là to, nó lên đây rồi. Sau còn phải làm một lần nữa cái cổ này, ít nhất là một lần nữa để chỉnh lại cái cúp, sau rồi mới nuôi ra. Bây giờ để tạm thời để như vậy thôi các bác ạ. Đấy, 1, 2, 3, tất cả đây là một ngọn hết các bác nhé. Sau lấy một cái ra đây. Đấy, một cái ra đây. Đây chỉ là phông thôi. Đây chỉ là phông thôi các bác nhé. Cái này phải nuôi thật to nữa cơ. Đấy, bên này ngày xưa là các bác cắt bỏ cái chỗ này, đâm ra là có tay rồi, to nhưng mà cắt bỏ. Đâm ra tôi phải nuôi lại. Đấy, rất là tiếc. Mặt sau nó như này. Thì ở dưới chân vệ nó khá là ok. Nhưng mà phân mà các bác, đây, nguyên bao nhiêu nhưng các bác không nhìn thấy bệ. Đấy, cơ bản nó u cục, nó đầm lùn như này. Và rất là già. Rất là già. Đấy, bên này thì hòm hòm rồi. Cắt sớm thì cũng sao, vì đằng nào cũng chờ bên này xong thì mới đẹp cây được. Bên này là cứ đến tầm tầm là cắt được rồi. Đấy, cho này xuống. Trong mai nó lại mọc xiên xuống đây, lại phải mất một thời gian nữa để cắt bắt ra đây. Các bạn nhìn rất là lùn luôn nhé, rất là lùn. Siêu lùn. Đấy, mặt nó phải như này này các bạn này. Các bạn nhìn này, nó bè cái bệ ra tận đây cơ mà, nhưng bác không nhìn thấy rồi. Bệ này. Đấy, hôm nào mà hoàn thiện dỡ vào phân ra thì các bác nhìn nó rõ hơn. Đấy, mặt sau này nhuyễn như này, nhuyễn như này. Cái sẹo này đang bò kinh điển, đang bò kinh điển. Vậy tôi định giữ là hai cái cọc này ngày xưa nuôi để vá vào đây, nhưng mà không cần thiết. Đang bò được, bò tốc độ khủng khiếp rồi. Đấy, bên này mọc mấy cái rễ này nè, phi xuống đất là nó bè ra, là cho nó xuống đất đi thì nó bè ra. Chỉ cần nó vào được đến 1/3 là nó ok rồi, khá đẹp lắm rồi, không cần phải vào hết. Nhuyễn lắm, đi khủng khiếp luôn. Các bạn nhìn nở như thể là cái bộ tượng là đại bàng của nước Mỹ ấy. Giống không? Bác thấy nó giống không? Đó. Video này đặt tên là siêu lần lực. Siêu lần lực. Đằng xa thì bác nhìn thấy rõ nhé. Hẹn các bác một cái video mà lần tới cắt cây này sẽ cắt ban ngày, các bác nhìn rõ hơn. Bây giờ đang mưa rất là lâu ngày rồi, đất đai nó ẩm ướt rồi, nó sẫm màu. Đấy, cây này, chiếc cây này rất già vàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Một cây rất là đẹp các bác nhé.